cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì có một người mình đầy phong hồi thấy Chúa Giêsu liền sấp mặt xuống đất van xin Ngài rằng: Lạy Thầy, nếu Thầy muốn, Thầy có thể cho tôi được sạch. Người giơ tay chạm đến người ấy và nói: Ta muốn, hãy nên trơn sạch. Lập tức người ấy khỏi phong hủi. Người ra lệnh cho người ấy không được nói với ai, nhưng hãy đi trình diện với tư tế và hãy dâng lễ vật như luật Môi-se đã dạy, để làm chứng cho người ta biết ngươi được sạch. Nhưng tiếng đồn về người cứ lan rộng, và dân chúng đông đảo kéo nhau đến để nghe người và được chữa lành bệnh tật. Còn người thì lánh vào nơi hoang vắng và cầu nguyện. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, bài tin mừng hôm nay cho thấy cử chỉ ưu ái mà Chúa Giêsu dành cho những người cùng khổ, những kẻ bị xã hội ruồng rẫy. Với sự nhạy cảm của một lương y, Thánh sử Luca đã ghi lại một chi tiết hết sức đáng chú ý. Đó là sự kiện Chúa Giêsu giơ tay và chạm đến người phong cùi, điều mà xã hội Do Thái thời bấy giờ không cho phép. Cử chỉ này biểu lộ một cái tình yêu xóa mọi khoảng cách, một tình yêu đi đến và dừng lại nơi những đau khổ của con người. Đối với Chúa Giêsu, người bần phong ấy không phải là một phế nhân, chẳng phải là một kẻ bị loại trừ, nhưng là một con người, và con người đáng được thương và cảm thông. Người bần phong đã được chữa lành, nhưng nhất là đã được phục hồi về nhân phẩm, được sống như một con người giữa mọi người và giữa cộng đồng của mình. Có đau khổ nào cho bằng khi bị người thân loại trừ, và cũng có đau khổ nào cho bằng khi bị cộng đồng tẩy chay. Lời Chúa hôm nay mời gọi tôi và anh chị em hãy ra đi và đến với những nơi, những vùng ngoại biên, nơi có những người đang bị đẩy ra bên lề xã hội, những con người đau khổ, những con người bị bỏ rơi, bị chà đạp hay bị xã hội tẩy chay, bị xã hội quên lãng. Họ đang chờ một cánh tay nâng đỡ, một lời an ủi, động viên, một lời khích lệ, một nụ cười cảm thông, một sự chia sẻ đồng cảm nào đó dành cho họ. Bao nhiêu nghĩa cử ấy thôi là bấy nhiêu phép lạ mà chúng ta dành cho nhau. Không chỉ dừng ở lại đó, chúng ta còn được mời gọi hãy yêu thương ngay cả những người không đáng yêu, và hãy tha thứ cho cả những người không đáng được tha thứ. Đức Giêsu đã vượt qua mọi khoảng cách để đụng chạm và chữa lành cho người phong cùi, và Ngài cũng mời chúng ta hãy đi và làm như vậy. Lạy Chúa, xin cho trái tim con đầy ắp những yêu thương, cho con yêu ngay cả những tầm thường, và nhất là những con người đau khổ, yêu cả những ai đang gặp cơn khốn khó, biết sẻ chia và nâng đỡ cho nhau. Amen.